Chiều nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Ninh Bình, cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt linh hoạt sáng tạo, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và nhà nước. Với mục tiêu nhất quán trong tổ chức thực hiện là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế xã hội đã tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện thể chế giả soát đề xuất sửa đổi bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý bên cạnh đó đã quyết liệt giải quyết các kiến nghị đề xuất của địa phương bộ ngành tại hội nghị đại biểu các bộ ban ngành địa phương đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được khó khăn tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đầu tư công cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp kinh tế tập thể hợp tác xã đầu tư trực tiếp nước ngoài quản lý quy hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý các khu công nghiệp khu kinh tế công tác thúc đẩy phát triển xanh bền vững để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định thời gian những tháng cuối năm tiếp tục bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tập trung giả soát cơ chế chính sách để tham mưu điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công, giả soát sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực hiệu quả hoạt động, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giải hạn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chú trọng công tác truyền thông chính sách củng cố niềm tin và tâm lý của thị trường cộng đồng doanh nghiệp và người dân từ đó góp phần thực hiện đúng và đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội